Hello anh em, quay trở lại xin giới thiệu với các bác một thanh lý cho các bác một dòng đẩy xe 12 nguồn 18 phân chạy 2, 4, 6, 7, 14 sò một kênh nhé. Đếm chở ra biết này, ra sò luôn. Con này chạy mạch cờ lát H nhé. Người bốn sò một kênh à, tủ này 12.000 mi 80V, công suất tối đa của nó là đạt 800W kênh. Anh em chỉ khuyến cáo anh em là chơi khoảng 700 cho là bền máy. 800W một kênh, khuyến cáo anh em chơi 700W thôi. 700W là chơi được hai cặp full 30 nhé, full 30 nó khoảng 350W một kênh. Mạch rất đẹp luôn, đây mặt sau của nó này. Con này trước thì bên em đang bán là 3,5 triệu. Hôm nay thanh lý cho các bác với giá là 2.900.000. Anh em nào ưng thì liên hệ số điện thoại là 0398 192 198 nhé. Cảm ơn các bác.